tự nhiên bây giờ tao hỏi mày, tao với nó rớt xuống sông mày cứu ai hả? Thì con cứu bạn gái con, mẹ biết bơi mà, mẹ biết bơi mà. Anh làm sao, anh làm sao, anh làm sao vậy? Mẹ nói vậy thì anh phải nói, trên đời này mẹ chỉ có một thôi. Con phải cứu mẹ trước. Em là có như thế nào thì cũng là chỉ là bạn gái anh thôi mà. Anh còn biết bao nhiêu cô gái ngoài kia. Anh phải cứu mẹ anh chứ chứ. Thì... Nào, làm gì đây? Trời, ông Thịnh làm gái kỳ ghê. Đi đâu đây? Đến đây làm gì vậy? Tôi đi tới gặp Vĩnh Thụ. Tôi cũng đi tới gặp Vĩnh Thụ. Mắc gì tới đây? Tự nhiên người đó tôi đang cua trước mà. Tôi cua trước. Thôi. Cống rảnh nha mà hả? Đòi sống sánh với đại dương. Mà ông Ngân mà đòi tương đương với Thủy đi. Thôi, bây giờ đi vô coi thử coi người ta chọn ai. Để coi. Cho con mẹ gần mẹ rụng dâu kỳ vậy ta. Mẹ, mẹ yêu. Tôi đang làm gì? Sao vậy? Ủa sao vậy? Bị gì vậy? Đau bụng. Chết rồi, đau bụng không? Chết rồi, mẹ, để đau ở đâu? Bây giờ... Đau ở trên hay đau ở dưới nè? Mất y. Bây giờ bé muốn ăn cái gì để anh mua cho bé nha. Ăn gì cũng được. À, đau quá. Đau quá. Ăn gì cũng được hả? Đau quá. Chọn cái món con bé thích nhất. Hào sống. Hào sống. Tôi đi mua hào sống trước. Bà mua gì? Á lộn, ông mua gì? Con bé nó thích ăn tôm sống. Bà nhớ nhầm rồi. Vậy thôi bà đi mua tôm đi. Nó đang bị đau bụng vậy, chắc là nó thèm ăn dâu. Để tôi đi mua dâu cho nó. Đau bụng quá. Bé, dâu em đau lắm hả? Dâu nè, ăn dâu nhé. Trời ơi, người ta rụng dâu mình chết còn ăn dâu nữa. Rồi rụng dâu, ăn gì bổ nấy mà cơ. Trời ơi, ăn thêm thì rụng thêm à. Không ăn đâu. Mình ăn mình bù đắp lại đó. Thôi bây giờ bé đau bụng hả? Bé muốn cái gì? Bây giờ để anh đi mua không? Không hiểu ta gì hết, muốn cái đó đó. Rụng dâu thì phải ăn cái gì? Mình nói mình bớt tét lại được không? Rụng dâu thì cần cái gì? Mắc y không? Vậy nè. Ông mang điện thoại không? Trời không. Ơi. Thế mà đòi đi tán gái. Tôi quên điện thoại nhà có gì đâu. Nhanh lên. Đó bụng mình chết kìa. Rụng dâu cần gì? Hả? Cần băng. Đúng rồi. Đó bụng thì cần băng đó. Băng ago. What? Yeah, trời tôi thông minh quá trời luôn. Còn cánh hay là không cánh? Có the mát không? Băng ago. Dạ, yeah, băng có nhìn đó. Tôi biết cái gì rồi. Chán quá. Phải cần mấy cái băng đá như vậy này, lạnh lên để nó hết đau chứ. Trời băng kìa. Ủa thiệt luôn. Ồ, băng nè cưng. Đây, băng của em đây. What? Ủa băng gì vậy? Băng đá nè cưng. Băng có nhìn. Chườm vô cho nó đỡ đau cưng. Ủa chườm vô rất sát à. Ủa thế còn cái này đúng rồi mà. Băng nè, băng cá nhân đó. Trời, mua băng cá nhân thì băng cái gì, là ai băng để cho nó đỡ dụng mà. Lấy cái băng nó lột ra, dán cái mỏ nó lại là được à. Bị cái lỗ luôn hay gì mà trời. Mua băng cá nhân nữa. Đưa đây. Đâu, bịt đây, bịt thử coi cho nào bịt được này, bịt cái mồm thôi. Ủa cái con bé nào vậy? Ủa ai biết? Con bé nào vậy? Thôi được rồi. Đây bây là giờ, extra. Thôi bây giờ anh làm cho bé vui nha. Anh bế bé. Anh bế bé. Bế được chưa? Chắc chưa? Đây, anh bế bé nha. Sụn lưng đó nha. Đây, anh bế bé nè. Bé đâu này cũng hơi tăng cân đó. Đi, nhanh lên, đây là anh bé bé cưng nha. Tay giờ đau quá. Thôi lại anh thương nha. Chi khỏe chứ vậy? Hết đau chưa? Cũng được đó. Rồi, bé muốn xem ảo thuật không? Nhóc mày có gì làm coi. Nhắm mắt nè.
Trời đổi đứa đứa đừ luôn, đổi đứa đứa đừ. Ủa, hoa này hoa cúng à? Hoa này hoa cúng đúng hoa không? Hoa sáp vàng đó bé. Ủa vàng gì vàng như hoa cúng vàng vậy? Diễm nó. Rồi bé vui chưa nè? Chả vui được thôi. Cho bé đen hơn. Chả hiểu gái hết á. Ủa nó khó hiểu thật sự luôn á. Thôi chia bê đê không đi. Ôi ê ôi ôi trời ơi sếp nó dính luôn hả? Ok ok, bố tay mẹ nè, bà mẹ hả? Bà mẹ tóc vàng tóc bạc luôn à. Bà mẹ hợp lý quá ha. Hợp lý may đồ hả? À bà mẹ đạp máy may nữa kìa. Mẹ ơi, anh ơi bây giờ là anh đưa em về nhà là em thấy mẹ đó. Thôi đi về. Ôi, đi em sợ em thấy mẹ. Trời ơi mẹ anh hiền lắm. Nhưng mà mẹ anh có dữ không? Không, mẹ anh hiền, mẹ anh còn con dâu dữ lắm, em nghe lời anh đi. Nhưng mà lỡ như mẹ không thích anh á, thích em rồi sao? Mẹ anh sẽ rất thích em, bởi vì em là một con người hoàn hảo, hiểu không? Anh nói thiệt nha. Bởi vì từ trước đến giờ anh, trong mắt anh em chỉ là người hoàn hảo nhất thôi. Yên tâm đi. Nhưng mà từ từ đã. Sao vậy? Anh nhìn lại em đi, có giống con gái chưa? Dạ. Giống rồi thì mình đi. Em hoàn hảo lắm, từ trên xuống dưới em rất là hoàn hảo, em hiểu không? Đây. Đi như mẹ miễn. Mẹ miễn như này. Chết rồi. Em sắp thấy mẹ rồi. Sao? Em thấy mẹ rồi. Mẹ. Dạ. Sao mẹ mới về? Con chào bác. Đây bạn gái của con. Đây mẹ anh. Năm nay mẹ anh mới có 70 tuổi à. Bác ơi bác, con là bạn gái của ảnh. Đúng rồi. Con tên là Dũng. À lộn. Con tên là Liễu. Mẹ, Liễu mà con hay kể mẹ nghe đó. Bác ơi, bác con nói bác nghe nè, con là bạn gái ảnh lâu rồi. Ảnh lúc nào ảnh cũng giới thiệu của bác với con hết á. Ảnh nói là bác là một người tuyệt vời nhất trên thế giới này, không một ai có thể thay thế được. Sao vậy mẹ? Mẹ giọng trầm dữ trời. Mẹ mềm quá nha. Sao vậy mẹ? Ai đó? Liễu mà con hay kể mẹ đó. Sao mày bảo là con Thảo nào mà? Mẹ. Anh có con Thảo nào hả? Anh nói đi. Em Thảo nào? Tao nhớ nhầm. Thảo nào? Em nữ tính mà ha. Em làm gì vậy? Anh làm quên, em nói đi con Thảo nào. Mẹ anh á già rồi không có nhớ kỹ. Mẹ Liễu mà kể mẹ nghe đó, mẹ đòi dẫn về đó mẹ. Bác ơi, con tên Liễu. Mày đứng ra nói xem nè. Dạ. Bác đừng, con thương bác lắm. Con nghe hả? Tao với mày gặp lần nào chưa mày thương tao. Ủa sao mày mẹ căng vậy? Căng quá rồi. Sao mày mẹ căng vậy? Mẹ đòi giữ bạn gái về sao mẹ căng vậy? Thương bé Dũng này nghe. Thôi, chắc mẹ anh đói bụng. Mẹ em có thích ăn uống gì không? Mẹ anh có thích uống ăn cho em vô em nấu ăn cho. Mẹ chắc mẹ anh đang nói bụng mấy cái em vô bếp em làm. Đó bếp nhà. Con gái con lứa gì đi đâu 11 giờ về không ăn cơm ăn nước. Sao tự nhiên nay mẹ kỳ vậy? Hả? Mày đi đâu mới về? Qua nhà chở bạn gái qua mà. Tự nhiên kêu ta dẫn về xong nay khó tính vậy. Để con nấu cho bác ăn nha. Con xin lỗi ba. Mẹ chết rồi. Chết mẹ rồi. Con xin lỗi ba. Ba có sao? Ba có sao không ba? Tao nói lời con đừng mà mày. Thôi, uống nước. Nước. Mẹ ngồi xuống. Ê. Con xin lỗi bác, con dùng già quá. Ô chết, cho mẹ đá cầu đi. Có sao không mẹ? Đứng đây. Mẹ tới đây. Những cái con nào về mà vụng về quá à? Thì chắc do bạn gái con mới lần đầu về nên lo sợ luôn vậy thôi á. Mẹ làm gì mẹ căng quá à. Mẹ dễ thương như thường ngày đi. Nhà nó ở đâu? Nhà em ở đâu vậy? Anh không nhớ nhà em hả? Nhà bạn gái con ở bên Thái Lan.
Bên Thái Lan mới dẫn gì chơi á. Khạp khun khạp rồi đi. Mẹ, con biết là mẹ có sáng tác cái bài dễ đến dễ đi phải không? Khun nè gì đó. Còn thay thông mi thông tờ lý thông mà lưng xưa mà tao mất xưa mà lưng xưa mà lưng. Cái bài đó mẹ viết đúng không? Cái bài hồi trẻ đó. Cái bài hồi đó trẻ là, mẹ viết. Cái đó là mẹ hồi trẻ mẹ viết. Bây giờ mẹ viết nhạc bolero rồi. À. Nhưng mà vậy thôi mẹ ơi, con dụng về thôi chứ mà con yêu anh này lắm. Anh này là anh nào, anh gì? Anh tên gì? Anh tên gì? Anh tên này là, anh tên là ảnh là Bob. Đúng rồi, rồi sao mẹ? Nó vụng về quá mẹ. Nhắc cái con nào về vụng về quá mẹ hả? Dạ thì... Thôi bây giờ mẹ con dụng về nhưng mà hả? Mai mốt hả? Con về hả? Con về con sẽ cố gắng con thay đổi hết tất cả mọi thứ luôn. Con thương mẹ, con gì con rất thương mẹ giống như là mẹ của ruột con nhá. Đúng rồi mẹ. Đó hả? Nhìn thấy con vậy mà con nhiều, con giỏi nhiều thứ khác lắm á. Đúng rồi. Nha. Bạn gái con là không những giỏi về nấu ăn. Mà sao tao thấy mày binh nó nãy giờ vậy hả? Con có binh đâu tự nhiên. Bây giờ tao hỏi mày, tao với nó rất xuống sông mày cứu ai hả? Thì con cứu bạn gái con, mẹ biết bơi mà. Mẹ biết bơi mà. Trời ơi, trời ơi. Được, chết rồi. Em. Cấp cứu. SOS, cấp cứu tao. Cấp cứu tao. Cấp cứu. Ê, dòng điện 50V. Rồi mẹ đánh lại đây. Mẹ chỉnh nhà, cho mẹ thở. Có cần gì thì gọi y tá nha bộ. No. Có gì già kêu tín hiệu giải cứu nha, SOS nha. Tao già bà cắt tóc như này rồi mà mày sao mày ác với tao quá vậy hả? Anh làm sao vậy? Mẹ nói vậy thì anh phải nói á, trên đời này á mẹ chỉ có một thôi. Con phải cứu mẹ trước. Em là có như thế nào thì cũng là chỉ là bạn gái anh thôi mà. Anh còn biết bao nhiêu cô gái ngoài kia. Anh biết cứu mẹ anh chưa chứ? Thì... Ai biết đâu, tại mẹ anh biết bơi. Mẹ biết bơi? Mẹ anh bơi giỏi dữ lắm, bơi ếch không à. Đúng mẹ, em xin lỗi mẹ. Em xin lỗi mẹ nhưng mà bạn gái con hiểu cho mẹ quá. Đây là cái người ta muốn kiếm. Trời ơi. Được thiệt hả mẹ? Con, nãy giờ là bác thử lòng con hơn. Gì ạ? Bác gái từng bác trai không á? Bác thấy con hiểu. Bác gái, mẹ. Bác hiểu, gọi là... Dạ, ba, mẹ quay ra đây lấy cái mặt mẹ nè. Rồi, thì bác hỏi con này. Dạ. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, lâu lắm rồi. Mẹ qua đây. Dạ. Quen nhau là bao lâu? Dạ, 3 năm. Thế tao hỏi mày chốt cái vấn đề này, nhà mày có giàu không? Nhà mày có giàu lắm. Giàu hả? Trời, bạn gái con mà con tuyển mà mẹ. Hả? Giàu nhất cái quần nhất luôn á. Con cứ tới coi đừng tịch luôn. Thế ba mày làm gì? Ba con làm chủ tịch trường. À, chủ tịch trường con gái tao học á hả? Dạ, đúng rồi. Con trai. Không, gái khác, gái Út khác. Ok. Nhiều trường lắm. Thôi thì bây giờ bác nói như này đi. Thì nhà bác cũng gọi là cũng giàu đấy thì bác cũng gọi là muốn tìm một cái đứa nào đỡ nồi nào úp dung đấy đúng không mẹ? Đúng rồi. Thì nồi nào úp dung đấy thì bác thấy là hai đứa yêu nhau 3 năm nhưng mà lúc nãy bác thử lòng con mà bác thấy là cái con nói câu đó bác thực sự tức là xúc động cảm động mày vậy nói sao rồi đúng mẹ. Trời ơi, mừng quá vậy là bác cho con hả? Với lại anh này anh bắp yêu nhau nha bác. Ừ, cũng được. Cưới nha mẹ, cho cưới nha. Rồi. Dạ thì hôm nay em xin đây là hết à. Ủa không gọi y tá hả? No. Không có SOS rồi. Cho y tá ra miếng nữa đi. Con bị đập đầu, vô bàn con bị không nội. Ê, sao cái bàn kia nó dễ rớt quá vậy? Nó dễ rớt, dễ rơi á. Dễ rớt, dễ rơi đó. Ờ, dễ rớt, dễ rơi đó. Có gì kìa? Đã kết thúc giải virus biến đổi giới tính, tuy nhiên đây chỉ là loại thuốc mới được nghiên cứu có thể sai sót. Khi uống vào dựa theo cơ địa của mỗi người, có người sẽ khỏi bệnh, có người không và có người di chứng để lại. Những méo mó có hơn không? Các bạn hãy uống thuốc giải đi. Ủa? Đây, thuốc giải. À, tôi đã có một chai rồi. Ủa, thuốc giải mình đâu rồi ta? Nghe, yeah. Đứa trẻ là em đã đúng rồi. Thuốc giải. Nhậu tụi mày á. Nhậu đi. Wow. Vô. Hôm nay
lên. Ủa không muốn làm trai hả? Có gà thì có ga nha. Đây là con gái mày thật luôn á. Kính anh em một chung. Vô. Mừng ngày chúng ta trở lại. Kính mấy bà một chung. Anh cứ kính mấy bà một chung. Một chung nha. Tôi cũng mấy bà ở lộn. Kính mấy bà một chung nha. Cũng mấy bà một chi. Để kỷ niệm ngày cuối cùng làm con gái. Hai bà. Vô. Xuống rồi nó không hết ta. Xuống vô vẫn vậy ta. Lâu hết quá. Trời ơi, thầy đàn ông lại rồi, may quá. Lâu hết quá ta, sao tôi mãi chưa ngấm vậy ta. Khi nào bị vãi không ta. Mấy bạn nữ không vãi hả? Đây, các bạn nữ uống con trai. Ôi trời. Ôi, hay là để làm con trai chơi con trai cho luôn cho vui. Tôi sẽ vãi đó rồi. Ồ. Ê, chạy. Không quá. Vãi không, mình vãi không kìa, vãi đi. Anh em phụ tôi tháo cái giấy ra cái. Tự xé cái giấy mình ra đi. Lột ra đi. Buộc ra đi. Tôi sẽ tự cắt giái tôi. Và đây là Colentino. Rất ghê gớm. Để tôi tính tha này. Ừ. Rồi. Stop. Để tôi lột. Rồi, máy. Mặc như nóng thật đó. Thoải mái thiệt cái chứ. Kìa. Nói chung là khi mà làm con gái á, thì mới thấy thương những bạn gái. Có nghĩa là làm con gái đúng thật sự là rất đúng là cực. Là con gái thích tuyệt. Là con gái thích mặc tuyệt. Mặc dù á là làm con gái là cũng được nhũng nhẽo, cũng luôn luôn có những cái đặc quyền ưu tiên trước, nhưng mà mình cảm thấy là con gái cũng rất là thiệt thòi khổ hơn mấy bạn nam nhiều, cho nên là làm con gái rồi mới thấy là thương các bạn gái nhiều hơn. Nghe giải cho ông sao á, nghe là xinh đê. Sao các bạn nữ làm các bạn nam thì sao? Hả? Vui đúng không? Vui, thoải mái. Nên mình quyết định mình không uống thuốc giải, mình để nguyên mình là đàn ông. Thầy cũng vui. Thầy cũng vui đó. Ủa vậy là mấy đứa đàn ông tí tắm chung nhau nha. No. Ok, bạn đi đâu? Bạn đi. Ủa đàn ông mà. Anh em nhau mà có gì đâu sợ. Anh em với nhau mà sợ gì. Mình đâu mình khác. Khác chỗ nào cũng chừng cái vòi voi nha. Rồi xem hôm nay là Này. Cô đi, à nhầm, Otis có Otis có cơ hội để chiến thắng là có đó. Đội Otis này hay á. Hay không? Đội Otis này á. Đội Otis. Nghe cả đi, cả nhà yêu. Hy vọng là hôm nay chị yêu sẽ được ở lộn. Bạn yêu. Ủa, anh đâu phải đội em đâu. Chúc con chủ tịch hôm nay được cái huy chương nha. Ok. Ủa, anh có diễn không? Ủa, hình như anh không diễn hả? Đội 2, à lộn, đội 1. Đội tụi mình là đội 3 đúng không? Đội 1. Đội 3, đội 2 ta. Đội 1. Ghê vậy? Ủa sao đội 3 không được cái nào vậy? Đội 3 dở quá mà, ai like đâu. Đội 1. Đội 3. Đội 3. Đội 3. Đội 2. Đội 2. Ủa, nhậm lại thắng rồi nè. Ơ, thêm. This is a game joke. Ok vậy hả? Ủa? Anh không cam tâm hả? Không cam tâm. Chiếc xe ghim vô chi. Bất công, mình làm cái hoa giáp vàng của mình đâu rồi ta? Chiếc này không có chiếc cúp nào hết. Cô gái. Bởi vì hôm nay cả lớp đã trải qua môn học thú vị, trải nghiệm những sự khó khăn của giới tính khác, nên hôm nay cả lớp đều được nhận huy hiệu học sinh giỏi. Thế là ông tin là bất thường là danh hiệu cá nhân. Sướng nhà tiếp nha. Lần nào cũng được dẫn chung với cả lớp. Lần nào cũng được nhận chung với cả lớp hả? Anh chưa nhận được cái nào chưa bao giờ được một tháng sao vậy? Tập là tập thứ 10 rồi chưa được nhận. Không ngu. Không ngu từ ngoài đời đâu, trong phim luôn. Thích quá kìa. Đây tôi sẽ đeo cho bạn đây, nha. Đây, tôi đeo cho bạn của tôi. Bạn chơi BD. Tự đeo không chơi nó nhanh. Tôi đeo cho bạn chơi BD với tôi. Đây cho bạn chơi như thế tôi. Ok. Thôi được rồi, tại vì hôm nay chị em chúng mình cho nên là tôi sẽ quyết định tặng cho Otis một cái đặc biệt. Trời ơi, đúng rồi. Tôi cũng tặng cho Otis một cái đặc biệt. Thôi tôi không hẹn của bạn không? Được quá. Thế có lấy không? Lấy. Hai bạn học sinh vô đi nè. Ừ, dưới rưỡi. Bạn đứng đạo dáng ở ngoài. Wow. Ôi, hai bạn thấy lớp chúng mình có vui không? Vui. Ôi gì trời. Lâu lắm rồi mới đi học lại mà vui vậy luôn á. Ủa lại mặt bạn đang vui luôn hả? Vui mà. Tại vì khúc cuối thì hơi buồn xíu thôi, nhưng mà thật sự là nguyên cả ngày hôm nay đi học rất là vui. Mong là lớp học Hoàng Mỹ sẽ có thêm một thành viên mới
trong một cái dàn chính trong lớp luôn. Mình sẽ cố gắng để sắp xếp đi học chung với các bạn. Ủa, vậy là tuần sau không có bạn à? Tuần sau không có bạn nữa. Ủa, sao cái lớp kỳ vậy ta? Tuần sau tự nhiên mình bị cảm động, cảm ấy. Chúng tôi ngang á. Ai học xong một tiết cũng bỏ chạy hết. Buồn. Bỏ chạy. Để học cái lớp này mệt quá à. Không, hai bạn này hợp với lớp mình nha. Hai bạn này cũng chịu diễn với mình luôn á. Đúng, hai bạn này mình thấy ba mình. Ai mọi người, vote cho mình vô dàn cái chính ơn. Tại vì vô dàn cách chính là phải có một cặp mới vô được. Rồi sao? Ý là bây giờ bạn có muốn với bạn này không thì là được vô cách chính đó. Thôi, cái này để mình suy nghĩ lại. Tôi không nói gì hết. Rất là vui khi hôm nay có mặt tại lớp của mọi người. Với lại mọi người đã giúp đỡ mình học rất là tốt trong buổi ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Ok. Còn đây nè. Nhưng mà Tina sao? Vui ạ. Vui chưa? Ôi, mặt vui lắm luôn á. Vui chưa? Dạ vui. Vui. Mặt vui. Cũng vui luôn ạ. Vui đấy, bây giờ bao cả lũ đi trà sữa được không? Được. Hai, ok, đi uống trà sữa anh em. Yeah. Thôi đi về ơi. Ra xong mình trốn vô lại. Quay đến phần kinh bạc bạc bạc. Đồng chí tờ lên đồ. Thôi mày học tiếp, để đồ đây luôn đi. Đi đê. Ai ở lại phải dọn vệ sinh lớp đó. Cặp mình đâu ta? Bạn đâu ạ? Thôi kệ đi, mai mình cũng đi học nữa mà. Mình bỏ cặp mình lại đi. Lớp trưởng ơi, mình kiếm cái miếng nào bớt vô chi được không? Đi uống trà sữa thôi, đi. Nhưng mà mình nghe nói nha, bạn này là một ảo thuật gia. Ảo thuật gia? Lắm. Ghê vậy? Ghê vậy? Nhiều chiêu, nhiều trò lắm. Có thể biết ra được nhiều tiền không? No! Có luôn. Bạn ấy nghe nói là còn giàu hơn cả ba bạn luôn á. Ghê vậy? Trời ơi. Bạn ấy là học sinh quốc tế. Ghê vậy? Và một cái nữa là bạn ấy có khả năng dịch chuyển tức thời. Ghê. Các bạn đến từ 1 đến 3 để các bạn xuất hiện nè. 1, 2, 3. Ơi. Ơi. Ui. Ui. Ơi. Ui. Ơi. Thấy chú. Hello mọi người. Mình là Đỗ Hoàng Dương. Ôi, nghe chưa? Đỗ Hoàng Dương, Đỗ Nhật Trường.